chào tất cả mọi người đang quay trở lại với kênh Kẹo Trí PCP nhé. Các bác có nhu cầu về kẹo liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0825671805. Số này có Zalo hoạt động 24/24 cho các bác đặt hàng. Lưu ý, hình thức mua hàng bên em là nhận hàng COD không đồng kiểm. Các bác tin tưởng thì đặt mua, không tin tưởng thì có thể đi shop khác. Thì bên em đầy đủ các loại kẹo từ 4.5 đến 6.35, từ nấm đến xuyên phá, kẹo số lung, kẹo dùng cho tiệp sắc Innova 9kg. Thì hôm nay em lại up video giới thiệu cho các bác về một số dòng kẹo trí bên em, và đặc biệt là tặng quà tri ân cho các bác. Thì các bác nào có nhu cầu kẹo đặt một ký kẹo bên em thì sẽ được tặng băng keo, dây, phụ kiện kèm theo. Hoặc các bác nào không thích băng keo thì có thể lấy hai lạng kẹo bất kỳ về tất cảnh. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác về dòng đạn chỉ lấm bên nhà em. Loại nhà em thì có hàng giá rẻ, có hàng bình dân, có hàng cao cấp, có. Đây là loại giá rẻ cho các bác nhé. Đây là hàng bình dân này. Tuy là nói hàng bình dân thôi nhưng mà chất lượng kẹo chỉ thì rất chi là ổn định và ok. Kẹo rất chi đều. Đây là hàng kẹo chỉ dây, hàng nghỉ hơn một chút. Đây là hàng chỉ dây đóng máy. Chất lượng chỉ thì rất chi là xịn. Hàng bóng đều không vía. Đây là hàng kẹo nhập nha các bác nhé. Kẹo này thì đủ loại, váy ngắn, váy dài, dày mỏng như em có hết. Đây là mặt hàng 6.35. Bao chuẩn, bao chất lượng, bóng đều không vía cho các bác. Hàng này thì bao test cho các bác 100m trở lên. Bác nào mà không muốn hại cành hại hương ấy thì qua hàng sử dụng hàng cao cấp hơn một chút. Đây là hàng kẹo hộp cao cấp bên nhà em, hàng váy mỏng. Kẹo thì rất chi là đều. Còn đây là hàng kẹo hộp cao cấp FX Igun. Hàng này thì là hàng cao cấp, hàng kẹo nhập khuôn nhập chỉ nhập. Chất lượng chỉ thì phải khỏi phải bàn rồi. Bao test cho các bác từ 100m trở lên. Hàng rất chi là chuẩn, 100 viên như một. Còn đây là mẫu kẹo hộp vàng bên nhà em, mẫu kẹo hot nhất thị trường PCP hiện tại. Hàng này thì hợp với mọi cành nha mọi người nhé. Hàng chỉ mềm, chuẩn 100%. Ngoài ra bên em còn có sờ lung và xuyên phá. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với shop nhé, theo số điện thoại và Zalo trên. Lưu ý, hình thức mua hàng bên em là nhận hàng không đồng kiểm. Các bác tin tưởng thì đặt mua, không tin tưởng lắm thì có thể đăng ký kênh theo dõi shop. Các bác xem video nhớ để lại một đăng ký kênh, một like ủng hộ shop nhé. Cảm ơn các bác đã xem video.